Khánh Thi thừa nhận, sức cùng lật kiệt khi mang thai tuổi 41, bất chấp có con vì vẫn thích đẻ. Nữ kiện tướng đen cấp Khánh Thi vừa nhận cơ thể mệt mỏi trong lần mang thai thứ ba, hao tổn về sức khỏe bởi đã bước sang độ tuổi 41. Tuy nhiên vẫn khẳng định rất thích đẻ, bất chấp để có con, dù nhiều người khuyên đã lớn tuổi. Cặp vợ chồng bắt đầu từ câu chuyện cô trò Khánh Thi và Phan Hiển từ lâu đã nổi tiếng, là mối tình sâu đậm và bền chặt của showbiz Việt từng vướng vào những ta tiếng, bị phản đối kịch liệt khi mới công khai yêu nhau. Lý do bỏ chênh lệch quá nhiều về tuổi tác. Tuy nhiên với thời gian bên nhau hơn một thập kỷ, cũng như với việc xây dựng tổ ấm cùng các con, Khánh Thi và Phan Hiển giờ đây đã là đôi vợ chồng, nhận về nhiều sự yêu thích và ngưỡng mộ của nhiều khán giả. Cuối năm 2022, Khánh Thi và Phan Hiển cũng đã có một siêu đám cưới cho bản thân, gây chấn động toàn showbiz. Dù bên nhau và có chung hai nhóc tì, Tuy nhiên, đó cũng là lần đầu tiên mà cặp đôi tổ chức lễ cưới. Giờ đây với việc thông báo có tin vui lần ba, Khánh Thi và Phan Hiển lại càng được thêm sự quan tâm hơn. Anh ấy đều gửi lời chúc mừng với việc gia đình sắp đón chào thân thành viên mới. Theo đó, tháng 3 vừa qua, vào đúng ngày quốc tế phụ nữ, cặp đôi cũng đã khiến nhân tình được dịp đứng ngồi không yên khi bất ngờ công khai đang mang thai lần ba. Được biết, đây là điều nằm ngoài kế hoạch từ trước của cả hai. Tuy nhiên cặp đôi vẫn khá vui vẻ và đón nhận lọc trò cho. Hiện tại Khánh Thi cũng đã bước sang độ tuổi 41, vì vậy việc giữ cho một bào thai một sức khỏe tốt là điều quan trọng nhất mà cả hai vợ chồng đều quan tâm. Tuy nhiên với một độ tuổi khá lớn để sinh con như hiện tại, nữ kiện tướng đang cấp cũng khiến khán giả vô cùng lo lắng bởi sẽ rất dễ nguy hiểm nếu không cẩn thận. Mới đây Khánh Thi khi bước vào giai đoạn giữa thai kỳ, cô cũng dần cảm nhận được những dấu hiệu suy nhược sức khỏe giảm sút khi mang thai lần 3. Nhưng được biết, dù mệt mỏi nhưng bà xã Phan Hiển vẫn rất miệt mài với công việc giảng dạy, điều hành lớp học của mình. Điều này khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng vẫn khá lo lắng và mong cô quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Theo đó, tối ngày 4 tháng 6, trên trang cá nhân nhận về việc mang thai lần 3, Khánh Thị viết Bầu là mệt lắm, mà không tư cũng không được. Đi dạy học, chấm thi liên tục. Các cháu giờ giỏi thật, nhảy nhiều vòng hơn người lớn, trang phục và thể hiện rất tốt. Nhưng cần được học tập chuẩn hơn xíu khi nhảy, nhìn phụ huynh chăm lo cổ vũ cho các bạn thấy thương. Còn em bé trong bụng mẹ thì đạp tùm lum lúc nghe nhạc. Việc giữ cho bản thân một tinh thần vui vẻ, năng lượng tràn trề cũng là một việc nên làm của những người đang mang thai như Khánh Thi. Về việc sinh con ở độ tuổi 41, Khánh Thi cho hay dù biết có nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng đẻ con là điều mà cô rất thích. Tôi là đẻ đến bé thứ ba rồi, vừa mới bắt đầu có bầu thôi là cơ thể mệt. Hơn nữa là sau dịch Covid-19, sức khỏe xuống. Và có một điều quan trọng nhìn rõ thực tế là tôi đã 41 tuổi rồi. Người ta thường nói là sau 37 tuổi thì không nên sinh em bé. Đấy là lời khuyên nhưng tôi vẫn thích đẻ. Khánh Thi bọc bạch. Trong thời gian mang bầu, Khánh Thi cũng cho biết là may mắn khi có Phan Thiện bên cạnh cân chiều và yêu thương bà xã hết mật. Cụ thể cô nói, lý do thích mang bầu là vì được chồng chăm sóc. Phụ nữ hay có bệnh tâm lý là phải đầy đủ, cho nên là khi mang bầu cảm giác được quan tâm, được đầy đủ và trọn vẹn mà mình không mang bầu. Có nhiều khi chị em phụ nữ có cuộc sống gia đình ổn định, ông xã tâm lý sẽ thích cảm giác đó hơn. Hiện tại cuộc sống và hôn nhân gia đình của Khánh Thi Phan Hiển đều đang khá trọn vẹn và viên mãn cộng đồng mạng cũng đang rất mong chờ ngày em bé thứ ba của cả hai sớm chào đời liên tục nhắc nữ kiện tướng giữ gìn sức khỏe và dành nhiều lời chúc tốt đẹp mẹ tròn con vuông